Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghệ. Ok, và mình nghĩ là mình cũng đã gần hoàn thành xong cái tựa game này luôn mà. Hoàn thành theo nghĩa của mình á, tức là mình đã cày khá là nhiều rồi, nhưng mà ý là chưa phải cốt truyện thôi. Và mình đã cày lên tới level 50 max luôn rồi, hiện tại là mình đang max. Skill up cũng gần hết, chúng ta chỉ còn hai skill cuối cùng. Không còn gì để up nữa, thì hai skill này khi bạn đã lên max thì bạn vẫn thiếu một số điểm kinh nghiệm, điểm skill để up. Thì cái này chỉ có thông qua làm nhiệm vụ thì nó sẽ cho bạn thôi. Thì hiện tại là mình vẫn sẽ, có thể là mình sẽ đẩy cái tiến độ mà mình làm cái nhiệm vụ chính đi. Thì hiện tại mình chưa còn khoảng 6 cái này, hai cái này cũng không có cần thiết lắm. Nhưng mà ý là mình cũng muốn up hết cho đầy đủ thôi. Thì chúng ta còn hai cái này nữa thôi là chúng ta sẽ xong, là 6 điểm skill point nữa chúng ta còn mới có không à. Thì giờ bây giờ mình cũng đã lên max 50 rồi, mình không thể nào lên được nữa. Cho nên giờ skill để lên, skill nhờ lên cấp thì mình sẽ không còn kiếm được nữa, cho nên mình sẽ cần phải chơi cốt truyện. Thì chúng ta mới còn mấy cái này thì chúng ta đã upgrade hết rồi, chúng ta phải quánh lộn rồi cho sẽ ngon hơn nhiều. Còn để coi hình nữa, inventory thì mình cũng đã thay một số thứ. Và chúng ta đã mua được cái Shadow Robcaster này, nhưng trước chúng ta đã mua thì phải. Thì không, cái này lộn mình nhầm. Mình mua được cái cây này nè, Shadow Rattler. Mình mới mua được thì cây này có khả năng bắn liên tục mà gây shock này nọ, nó cũng khá là nhanh. Nhanh hơn cái cây cung cây shock này. Nhưng mà mình vẫn sử dụng cái cung cây shock này thay vì mình xài cây này, tại vì nó bắn cũng khá là hơi yếu, nhưng mà phải phạm vi gần, cho nên mình sẽ dùng. Thay vào đó mình sẽ thay vào cái cung cây ná Shadow Sling này để dùng phụ trợ luôn. Ok, và có lẽ chúng ta sẽ tiến hẳn bên châu được trước, mình dựng ngay tại đây. Giáp này nọ mình còn thiếu hai, đúng hai bộ màu tím nữa là xong, còn như là mình mua hết trơn rồi. Giờ còn có hai bộ nữa là xong. Còn cái này là hình như là cung điện gì của thằng kia hay sao á. Chúng ta làm cái nhiệm vụ gì của thằng da đen đưa xong rồi, cái giờ lại chúng ta nó dẫn vô chúng ta vô tới tận trong đây. Đây là một cái truyền thống của người Kacha, đấu trường, kiểu đấu trường tử thần ha, giống kiểu The Hunger Games. Ủa, phải đi lên chứ, nãy mình mới đi đây mà. Nhưng mà hình như cái khu này là thành phố giống như cái khu mà Meridian kia, tại nó quân của Kacha hết. Mỗi lần mà mình vô mấy cái chỗ này mình có cảm giác, what the fuck, nó vừa mới lót thì sao? Có cảm giác rất là ghê rợn, tại vì nó giống như là mấy cái chỗ mà kiểu như mà mấy bạn chơi mà mấy cái game khác á. Cái chỗ này nhìn nó không có sáng sủa gì hết, nhìn nó rất là ghê, mà có đỏ đỏ thế này, nhìn nó gớm chết bà ra. Mình cứ tưởng là kiểu như hứng lên cái không vừa lòng này, nó kêu quân nó quánh mình thấy bà. Nhưng mà còn nghĩ là chắc nếu mà nó ra làm cho fast travel rồi có campfire này thì mình nghĩ là chắc ok bình thường thôi. Chắc cũng không. They're looking for one of their own. Should pay well. By the glory of the sun revealed, behold, radiant Edomon, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucian Bahavas to speak in my behalf. By the will of Radiant Edomon does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. In doing so, demonstrated wanton disregard for the safety. We both know you no killer for hire. Uthid is innocent.
So come see me, while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the Sun Ring from on high. Well, the Kestrels. Ha! They want us to see this, boy! It makes quite an impression. The balustrade. It's a short drop from there. Climb down. How the fuck, man? Nó vẫn nghĩ là thằng kia nó có tội, còn mình thì con nhỏ kia nó vừa mới nói thằng kia vô tội. No! The fuck, man? Chết cha rồi, rớt xuống đây rồi. Sao lên? I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels, only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until Honora Huntress marched out of the savage east. And, voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you'll have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identity scan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobeck here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. But now I... Have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Mình cũng không rõ đây là. Đây là xưởng của Project Zero Dawn. Cái nơi mà sản sinh Zero Dawn. Zero Dawn. Dự án Zero Dawn đã kiểu như là cứu là người khỏi máy móc vậy. Đây là cơ sở vật chất không? Dịch thô á. Ờ, đây coi. Công nhận các bạn lên level 50 á, cứ mỗi lần các bạn lên một cấp nó sẽ tăng cho 10 máu. Thì lên tới level 50 các bạn sẽ mát 700 máu như thế này. Mình ghét mấy cái phòng kiểu như vậy nha. Giờ là phải chắc phải mở cái gì nữa. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh plague if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough.
The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day. The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobeck to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Wow, cái đó nó giải thích khá là nhiều đó. Giải thích khá là nhiều luôn. Và nó đơn giản là, như các bạn có thể cũng đã biết rồi, thì robot nó càng lúc nó càng cấp số nhân lên. Và nếu mà chúng ta muốn phá hủy được toàn bộ bộ robot thì chúng ta cần phải làm một cái mã hóa cái code. Chúng ta cần một cái code để mã hóa tụi nó. Nhưng mà bị tụi nó cái tầng bảo mật mã hóa của nó bị nó quá kiểu như là nó quá khó và nó cứ thay đổi liên tục vào nhiều tầng quá hạn. Và nó ông này ông kêu là khoảng mất khoảng phải cả thế kỷ, nửa thế kỷ để có thể phá được cái mã đó. Thì chúng ta chỉ có 16 tháng để hành động, thì nói chung là chúng ta không hành động được cái gì nhiều, cho nên cũng đành bó tay và dẫn đến con người giờ tuyệt vong hoàn toàn. Một cái điều mà mình nó không hiểu là gì đây. Spread out. If it moves, cái điều mà nó không hiểu là những người như chúng ta nè là từ đâu ra và như thế nào mới ra như thế này. Mình chuyên gia, mình mặc cái bộ Silent cho nên không sợ cái đám này cho lắm. Cái đạn tự nhiên cái máy hàng này chui xuống đây làm gì đó. Này heavy rồi. Heavy là các bạn nên strike nó thì nó sẽ chết nhanh hơn là bắn. Nhưng mà tùy thôi, muốn đánh thì đánh. Có lẽ cái tới hôm nay mình nghĩ là nó sẽ giải thích cho mình cái vụ ba má hoặc là nhân bản vô tính hay cái gì đó. Mình cũng chỉ nghĩ nó là nhân bản vô tính hoặc là một cái project nằm sâu trong cái project dự án, trong nằm sâu của dự án Zero Dawn, có thể là tạo một con người mới ví dụ như những cái phòng này. Chứ mà để tạo một cái code thì chúng ta không đủ nhân lực với không đủ thời gian để làm cái gì đó, cho nên chúng ta sẽ có một cái phương án mới. CD02 data intact. Initiating playback.
Elizabeth Sobeck. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the re-flourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo. The vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. So, the whole Earth destroyed, but then remade? Yes, by a machine. Mềm có thể giúp cho chúng ta làm bớt xấu đi mấy cái con robot khỏi cái dự án Pharaoh, cái tụi con robot Pharaoh, thì tụi nó sẽ dần dần trở nên bình thường hơn, kiểu như không có chống lại người á. Thì nói chung là như thế. Còn ngoài ra cái việc sâu xa con nhỏ này nó như thế nào mình cũng chưa hiểu lắm. Coi xong nãy giờ mình cũng ráng đọc, cũng ráng đọc lắm, cũng ráng động não lên, nhưng mà ý là cái vấn đề này nó cũng hơi khá là rắc rối. Cái chuyện nào mình hiểu rõ hơn mình sẽ giải thích cho bạn sau. Chưa gì phát hiện này. Ôi cái thằng này nó ăn những ba viên đạn mà không chết. I need this. Đó,
bắn một phát ba miếng luôn cho rồi. Mày này cho bò đó. Wow 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 wow, bắn gì ác liệt chứ mấy anh trai. Giờ riết nguyên cái thành trì nó muốn bắn mình luôn. Wow wow, bấm nhầm nút rồi. Này phải bật ngắm lên nó mới ráp ba cái cục này lại. Một phát ngay đầu, 270 mấy luôn. Này phải ăn 4 phát ngay đầu nó mới chết hả trời. Kinh dị hợm vậy. Shadow Heavy 44, càng lúc càng gì sau mấy này nó càng đồ càng nhiều ha. Đồ cũng nặng nữa chứ. Giờ phải làm gì đây? Giờ mình nghĩ là mình nên phải tìm cách đi ra khỏi chỗ này ra. Đường kia thì bị khóa rồi. Ok, và chúng ta ổn rồi. Máu me mất cũng không có nhiều lắm. Chỗ này thì không có đi được rồi. Here we go, another one. Cái gì đây? Một đống đồ đây. There's a part missing. Có lẽ là nó thiếu một phần ở đây. Cái này là cái cục data boy thôi. Chúng ta cần phải tìm một cái gì đó. Cái này chắc cho code nè. Mình nghĩ là vậy. Cái cho code hình như bên đây vậy. Thường là có cái máy nó sẽ cho cái code rồi. Đây đây đây. Trái lên trái. Trái nè. Lên trái nè. Rồi nữa ta. Xuống phải. Xuống nè. Phải nè. Rồi đúng rồi đó. We should check the door nearly. Nó mở cái cửa bên này nó mở nè. Chắc là bên đây nó chứa cái cục còn lại bên kia. Hoặc có cái gì đó mình có thể lấy được để mình đem qua kia lại. Ủa, hoặc là đường lên luôn nè. Tao không thấy gì đây. Có một cái ống thông gió đây nè. Found one. Looks intact. Ok, một cái cục phát sóng là để cho cái phòng nãy lại. Có lẽ mình sẽ phải gắn qua đây nè. Ồ, chính xác luôn. That should do the trick. Như cái này là cái chữ Pharaoh nó đếm ngược, nó chữ Pharaoh nó nằm ngược. Còn nghĩ cái này sẽ là xuống dưới nè. Còn này thì đi qua trái nè. Viết đúng nữa. Qua trái rồi cái này lên trên nè. Rồi còn cái này là sang phải và khi xuống dưới nè. Sang phải. Viết đúng nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại đấy cái chữ Pharaoh nó nằm ngược xuống. Chứ không phải là nó nằm theo cái chiều kia cho nên nhập quả nó không xi nhê. Nó cũng gợi ý nhỏ nhỏ cái khúc mà cái chữ Pharaoh chứ. Nhưng mà lại nãy mình không có để ý cái khúc đó chúng ta là khúc nó nhỏ xíu rồi. Eclipse, they're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia, it's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Con bé này cũng tàn nhẫn phết, gặp ai cũng giết. Punisher. Kẻ trừng phạt luôn. Đặt tên là nghe thấy ngầu rồi. Mình còn lẻn lẻn ra sau lưng nó đúng không ta? Một bé nè. Hai bé nè. Cool gì mà toàn đồ xanh không vậy?
ba bé đó, quá đẹp. Tôi còn đâu nữa không ta? Tôi đi đâu ra chưa đây vậy? Hết cơ hội. Kim cho nắp cái đã. Nãy mình không thấy tụi này đúng mới ghê chứ. Đâu cái hướng nó chui ra hết cả hồn. Tụi này thì không phải tụi Punisher cho nên mình nghĩ là chắc bắn một phát là chết liền rồi. Trừ cái thằng có đầu lâu ra thôi. Mấy này như nó đi trên lầu xuống hay sao đó. Cho mình coi mình giết được cái thằng Punisher này không nè. Bé đã lên gì vậy? Công nhận bỏ mặc cái đồ này nó cũng ngon phết đấy, ngon chỗ là nhiều lúc bạn đứng ngay mặt nó cũng thấy nữa. Silent Strike. Whoa 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 whoa. Sao tụi này tí nó vô nó lại nói nhắc tới Gaia ta. Mà tụi này là bên Shadow Katra, tức là có lẽ là cũng là Katra nhưng mà ý là tụi này bị ruộng bỏ rồi hay sao. Xong, quá đẹp. Cũng không mất nhiều máu. Để coi chúng ta còn đường nào khác. Ủa sao còn đâu ra nữa vậy? Nghĩ sai bộ. Mày này đầu óc đầu nó trâu á. Wow. Mày này cầm cái súng luôn. Mình ráp hai ba cái này vô. Ê. Tự nhiên này nó quay đầu. Hai cung chắc là ngon rồi. Chết đi mẹ. You cannot run. Ngồi vãi bắn gì cũng trúng nữa hả? Tối qua không thấy gì hết. Chứ đại nào nó bướng lên mà một phát ngay đầu rồi. Nãy tối qua không thấy được gì. Cái ghê. Đưa hết đồ đi thôi. Mình không thích dùng cái súng của hang này lắm. Nó nặng thiệt. Mà lúc bạn không có né, bạn không có nhảy, không được cái gì hết. Cho nên kệ, dù sao bắn cung mình cũng là an toàn nhất. Này là gì đây? The fuck is this? Ôi, nhìn ghê vậy. Hình như nó là một trong cái dự án hồi nãy mà ông kia ông nhắc. Gai A kiểu này là mấy cái cục này. Đúng rồi, dự án Hephaestus. Cái cục này nè, hình như vậy á. Her personal forge. Except it's not that simple. So like you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest experts in machine cognition. Mình cứ nên đi qua chỗ này kìa. Cái chỗ này chỗ nhiệm vụ nè. Còn bà kia đứng qua giải thích cái vụ gai A hay sao á. Còn chúng ta phải đi qua chỗ này đó. Nhiều lúc mình cũng biết cái này là cái gì nhưng mà thôi kệ. Elizabeth Sobeck's office. But it's sealed off. There's đi nào. Careful now. Cái đường này càng dẫn nó ra đâu ta. Đi càng lúc càng thấy xa. Biết cái chỗ nãy là mình nhảy xuống cái kia thôi mà nó dẫn mình ra tới đây luôn. Kinh dị Mỹ thì. Mỗi cái game mà kiểu như nó đi cảnh như thế này mà nó cứ dẫn bạn vô những chỗ sau. Ôi. Một nồi luôn. Có hai thằng Punisher. How about the fact we exist at all?
To abide in ignorance is a curse, Aloy. You of all people should know that. Mấy này mà cũng gọi là priest được hả trời? Tối quá không thấy con mẹ gì hết. Lâu mình phải bật cái này lên mới nhìn cái đầu nó mà mình thấy tối quá. Mình silent strike cái thằng ở trên nó thấy được mình cũng lạy hơn. Nhưng mà tụi này đang nghi ngờ, đang đi xuống. Mình có attack hết trơn rồi, cho nên mình sẽ biết cái vị trí mà lúc nó đi như thế nào. Này thằng thường thôi, thì một phát là gục ngay. Punisher, oh Punisher. Nếu mà Punisher, à cái thằng kia đang heavy. Còn tính ra Punisher cũng yếu, yếu vãi luôn. Nó có cái nút về strike nhưng mà mình lại thích bắn hơn. Mình làm mấy cái skill strike from above rồi strike from below này nọ kiểu, nhưng mà ít khi nào xài quá. Kiểu các bạn strike từ dưới lên hoặc từ... Rồi để mình có đá không, để mình chọi hướng chỗ khác thôi. What the... Nhìn cái gì? Có cục đá thôi mà. I'll take this. Cái này mới vui nè. Ra quốc hai này luôn đi. Hay là mình stealth tiếp luôn đi ta. Kệ bà cái súng đi đi. Cô không cần lắm. Mình làm sao để ra chạy ra cái khúc nãy mình bắn hai nè. Tự nhiên có nguyên cục này che hết trơn, không thấy gì vậy. Đó, phải vậy chứ. Mấy này bị công nhận nó bị dễ dụ bởi cái đá ghê luôn á. Chỉ cần nhìn thấy viên đá mà không cần nó biết là nó bay từ hướng nào tới nhưng vẫn cứ nhìn. Thì điều này đúng ta. Tại nãy nó bắt mình phải giết hết thì chúng ta mới đi được tiếp. Còn không, không giết chúng ta đâu đi được. Còn cái thằng này chúng ta chưa có loot nè. Đá tiếp nè. Chúng ta vẫn còn đang sử dụng có một thứ nó vẫn chưa lên đầu tiếng, đó chính là cái spear, cái giáo mà chúng ta đang có. Nó chỉ vẫn là đang độ xanh dương thôi. Và cái này nó các bạn không thể mua được bên ngoài, mà các bạn buộc phải làm nhiệm vụ chính cốt truyện nó mới cho bạn cái giáo tốt hơn. Mà màu tím thì chúng ta vẫn chưa tới cái nhiệm vụ đó, cho nên chúng ta vẫn chưa có cái đó. Cho nên mình vẫn đang cố gắng đẩy nhanh để mình có đầy đủ nguyên set luôn. Còn cái này là cái dự án Ulutia nè. Nó sẽ giúp cho con người, loài người tiếp tục. Kiểu như là nếu mà kiểu chắc duy trì nội giống hay sao á, bằng cách duy trì gen này nọ kiểu, bằng dự án kéo dài gen rồi làm sao để phản sản sinh rồi lại người thì đó mình cũng không rõ. Nói chung mình không phải nhà khoa học. There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Bắt đầu sáng tỏ được nhiều cái đó. Corrupted Alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Chúng ta cần phải đi tìm cái văn phòng của cái bà Elizabeth cho nè. Cái là chúng ta sẽ chứa thông tin trong đó và nhưng bị cái là có tụi Eclipse thôi. Nghe chắc tới đây tới rồi. Đi tới chưa nữa. Looks like it used to hold something. Some. Này không phải rồi.
Rồi, chúng ta đã tới cái văn phòng của cái bà này rồi, Sobek. Để ta coi có gì trong đây. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Suitable death in mind for you, child. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jaron was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain, meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you here so that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be, predestined and preordained. Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet,
with Hades yanking the strings, a pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal sun king to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn, whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then come to cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse Network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. The Nora have no part to play in this. Leave them alone. Soon, they'll have no part to play in anything. That much is sure. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to. Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else? Prowl in broad light of day. Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Chiron ordered many faithless crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye of the sun.
but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die! Let her be the first of thousands! Đây hình như thằng cha đó nó bẻ bà cái focus của chúng ta rồi. Giờ chúng ta sang nhiệm vụ mới. Ơi phải đi tìm có phải có súng hay gì đó mới được. Map này phải có, còn chứ không ngoài là chúng ta đã không có focus rồi. Discover the truth, knew this. Ôi what the băng shadow này nó cũng không có gì tốt bụng như lắm. Sao chúng ta giết rồi đây? Không có vũ khí luôn, không bật được. Oh, Ravager, có cái súng. Nó đang lẻ ra rồi. Nó phải có cái súng gì đó. Phá con Ravager đi. Ravager nó có cái súng ngon lắm. Con này theo mình nhớ không nhầm nó chính là Behemoth. Nghĩa là vậy. Con này Belhot, nhưng mà giờ mình không có bật cái gì ta. À, không bật cái focus lên được. Mày làm gì? Lấy được đồ rồi, con này chết chắc rồi. Em nhớ không nhầm là con này là Behemoth thì cái điểm yếu của nó là lửa. Điểm yếu của con này là lửa và cái cục đằng sau lưng của nó. Chứ nếu mà chúng ta không có đồ là chúng ta không phải đối thủ với con này, khá là khó. Nhưng mà con này dính lửa, ê từ gì để mình bắn cái cục này lên. Quên, cái này là Tripcaster, này là 7. Nhìn 7 đi con. Ờ, phá giáp đi. Con này khá là châu bò đó. Điểm yếu nó nằm hai cái cục bằng sau lưng của nó. Mình đang cố gắng bắn lửa vô con này nữa. Mà chúng ta không chết cái chỗ này đâu. Chỗ này cũng không quá khó để chúng ta xử lý. Wow, để mình chạy qua đây lại. Để cho nó đạp bẫy chứ nhỉ. Chỗ này mình nhớ lại là nó cho nhiều mà. Nó cho nhiều cái bông gì á. Đổi đi cho các bạn á. Đây, có máu rồi. Hồi máu cái kiểu. Dính lửa rồi. Dính bẫy rồi. Thì mình kiếm mấy cái bông cái nè. Hồ máu nhẹ cái đi. That canister on its belly. Looks important. Nghĩ sao vậy em?
why leave it to them? Come get me yourself! So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, Venora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time, then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the Eclipse. Not that you knew the man who killed my... who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy? It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the Sun Ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yah! Lúc vào chỗ dưới kia thì ông lại bảo là cái người mà cho sinh ra mình không phải là
không phải là ai mà là một cái gì đó. Cái đó là vấn đề quan trọng. Mà tới lúc này thì ổng lại nói là ổng mong là nếu mà chúng ta đi tới chỗ kia thì cũng mong là dưới trong ngay cái ngọn núi đó thì chúng ta sẽ gặp người chứ không phải là một cái cỗ máy nào đó đã sinh ra mình. Thì nếu mà thật sự là cái dự án Gaia này nó mà hoàn thành thì có thể là nó sẽ có khả năng sinh ra người mới. Và điển hình là một con nhỏ mới, điển hình như là Aloy là một trong số đó. Một lần hai thằng luôn, chết tiệt. Với lại nó hầu như nó canh giữ nguyên chỗ này. Cũng hơi là cái ông nãy ổng cũng cho mình một cái focus mới. Mình cứ tưởng là hết nhưng mà mình cũng không nghĩ là chúng ta sẽ mất cái focus từ đây tới cuối game đâu, cho nên cũng không việc gì phải lo cho lắm. Với lại mà có một điều là mình quên nói với các bạn là chính là mình đã làm hết mấy cái cauldrons này. Và mình bây giờ hiện tại là mình đã có thể mình có thể là mình override tất cả những cái con gì mình thấy, kể cả Thunder Jaws luôn. Và mỗi lần khi mà bạn làm mấy cái cauldron đó, bạn buộc phải giết những con mạnh nhất thì bạn sẽ override được chúng. Thì điển hình là mình đã override được mấy con như Thunder Jaws kiểu. Nhưng mà thời gian cũng ngắn rồi, mặc dù mình đã up skill full gần hết rồi, giờ chúng mình chỉ còn hai skill nhảm nhảm cuối cùng thôi, là gỡ đồ với gọi thú thôi chứ không có gì hết á. Cho nên cũng không đụng chạm bao nhiêu, mình đã up hết spot rồi. Còn gọi thì bây giờ mình phải xác lại gần, nhưng mà mấy con này corrupt rồi, chúng ta không thể nào gọi được. Chúng ta chỉ gọi được mấy con nào đang bình thường thì chúng ta mới gọi được thôi, còn mấy con nào bị corrupt như mấy cái con này thì chúng ta không thể nào gọi được hết á. Cho nên dù gì chúng ta phải cẩn thận thôi. Mốt cho nên đề nghị nó cho nên up skill mà kiểu như là cho gọi luôn mấy con mà bị corrupt á, làm cho nó hết corrupt, hết bị tụi nó bị làm nhiễu á, và làm cho nó hết nhiễu và nó trở thành bên mình á thì nó sẽ hay hơn. Nhưng mà cái game này thì không, như mấy con này nếu một khi nó đã nhiễu rồi thì coi như bỏ luôn. Nó gần tới rồi, mình lẹn vô dữ lắm luôn á. Công nhận là tụi nó không có đùa thiệt. Tụi nó cử người xuống tới đây nó giết hết thiệt. Không phải đùa. Nữa lại cặp con này nữa trời. Chúa ghét cái con này luôn á. Cùng mấy hai con luôn hả. Chúng ta phải tránh được cái con này mà chúng ta không cần phải đánh mà. Wow hết cơ hội. Wow. Hồi nãy nó vẫn chưa thấy. Thì mình đổi cục đá đây. Wow. Cái quái gì mà hai con canh cùng một lúc vậy trời. Bà mẹ nó. Thấy mình luôn nó di chuyển nhanh quá. Mình ghét mấy con này lắm, thôi để mình phóng thẳng qua khỏi chỗ này luôn đi. Mình nghĩ là tới chắc sẽ bật cái scene gì đó. Wow. Sao đông quá vậy? Này gọi là làm liều luôn á nè. No. Chúng ta gần tới rồi. Defeat the invaders. Giết hết luôn hả? Ôi vãi. Nguyên con Thunder Jaw luôn. Really nigga. Braves, to Aloy's side, now! For Aloy! For our mother! Hên quá, có quân hỗ trợ rồi. Chứ kiểu này quánh sao lại con Thunder Jaws. Dù mình bắn được nó nhưng mà ý là tụi này đông quá, tụi này nó còn đứa đám đi theo nhờ nữa chứ.
Cò nó bắn rồi. Mình là mình lấy cái súng nó kìa. Mình phải dọn dẹp mấy cái thằng này thôi. Có khi nào nó bắn một phát trúng mấy thằng này không ta? Ấy trời má. Thằng này nó hên vãi. Ôi no 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 no. Mình thấy một cái súng rồi nhưng mà ý là phải dọn mấy thằng này cái đã. Quầy 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 đừng giết tao, đừng giết tao. Tại mấy bắn một hồi mà mấy thằng này không chết á, cái nó cũng khá là phiền, nó cứ kiểu như mình đang cầm cái cây súng kia mà mình không có tập trung bắn được. Tại con này nó nếu mà bắn thì chúng ta phải tập trung bắn thì mới được. Cục ở đây mình phải sang cục ở đây trước đi. Rồi chết, mày chết ở tao rồi. Mày chết rồi con. Ít trộn mà nó né. Ôi, tôi ghét mấy cái con này. Chết đi. Đã hết còn bị corrupt nữa chứ. Muốn bắn không? Muốn bắn không? Muốn bắn không? Sao con này máu trâu bình thường nha. Đam cũng 200 mấy, 300 mấy không. Công nhận con này hình như máu trâu hơn bình thường á. Chứ cỡ như thế này là nó chết nãy giờ rồi. Mà đúng rồi, chắc này là nhiệm vụ cho nó. Ôi trời, bắn một phát bay sạch máu luôn. Bring down the demon. Phải sử dụng cái này nè. Quên, cái này mình cầm là 7. Để mình đổi đồ ra. Mình cứ quên là cái này Splash Bling, mình phải dùng cái Splash Bling này nè, nhưng mà mình còn cái nào có cái cục để bóng đây nè. Này Free Shadow Bling, Plus Bling này mình chưa upgrade hết trời. Chán vậy, đang cần đúng lúc luôn á. Crafting. Mình còn Modify Weapon cái nhẹ coi. Chưa có upgrade hết vậy. Ép mình vô đại đi. Để cái này nó gây đam với con này. Chết đi em. Đúng rồi, để mình đổi đồ lại luôn đi. Mình lại thích sử dụng cái 7 hơn. Nhưng mà trong mấy trường hợp như thế này thì chúng ta khó xài 7 quá. Với 7 mình mod kỹ hơn. Đạp phát là chết luôn. The Heart of Nora defeat the invader. Rồi chết con này rồi. Nói chuyện cái nhẹ coi. You saved the tribe. Did what no brave or war chief could do. I'm glad to see you're all right, Varl. You are all right. Since the proving, so much death. Is the killing over? For now, but this was just one battle, Varl. There are more to come. I see. So long as we have you to fight with us, I suppose we'll make do. Tell me about the attack. What happened? They struck from the east. Our sentinels saw the killers coming. Said that beside them marched Deathbringers and Corruptors and other machines driven mad. We took ground, met them with clouds of arrows. Some fell, but they kept coming. Finally, we withdrew to the gates of the Embrace to make our stand. But they were too much for us. Those who survived fell back to the mountain. I need to go inside the mountain. And the matriarchs will be eager to see you. I'm sure, but I didn't come here for them. Then, what for? You will see. Ok, và chúng ta còn phải vô bên trong nói chuyện với bà Tirsa cái này. Đây một trận chiến khá là mệt mỏi.
Ok, ngon lành. Vô trong nào. Ồ, đánh nãy trận nãy đánh phê thiệt luôn ý. Cũng hơi mà lụm lên một thanh máu thêm rồi đó mà còn vậy á. Nó trưởng. Còn công nhận con này nó trâu hơn mấy con bình thường. Aloy. So, you have finally returned. She not only returned, but fought her way through many enemies to reach us. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? By the will of All Mother. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the Metal Devil? She means to finish our destruction. We must stop her. Lansra, it's over. It's time to step aside. I'm not gonna hurt you. If there's anything I've learned since the proving, it's that there are bigger evils in this world than you. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Có lẽ mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng ngay tại đây với cái tập này cũng khá là dài rồi. Và mình sẽ hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Horizon Zero Dawn. Ok, và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi tí đã. Take me.